Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ tắt đường tiếng khi mà nhấn like, yêu thích một cái bài viết nào đó ở trên mạng xã hội Facebook nha. Khi mà các bạn sử dụng mạng xã hội Facebook, các bạn lướt bảng tin như thế này và các bạn thấy một cái bài viết nào đó, các bạn nhấn cái nút like như thế này thì nó sẽ có cái âm thanh, nó phản hồi lại cái việc mà các bạn vừa mới thao tác, cái việc là nhấn nút like hoặc là thả tim. Và nếu như mà các bạn nào mà muốn tắt cái âm thanh này khi mà nhấn like ở trên Facebook thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm nha. Nó rất là đơn giản thôi. Tuy nhiên đầu tiên các bạn muốn tắt cái âm thanh khi mà like thì các bạn có thể là bấm cho mình vào cái mục là menu cài đặt trang cá nhân. Tiếp theo thì các bạn sẽ bấm cho mình vào cái mục là cài đặt ở đây. Rồi, các bạn sẽ tìm đến cho mình cái mục là file và phương tiện nha. Các bạn bấm vào phần là file và phương tiện. Tiếp theo các bạn kéo lên, nó sẽ có một cái mục là cài đặt video và ảnh. Các bạn sẽ tắt cho mình cái mục là âm thanh trong ứng dụng. Các bạn gạt cái nút này sang một bên. Như vậy là các bạn đã thực hiện được thành công cái việc đó là tắt âm thanh khi mà nhấn like ở trên ứng dụng Facebook của các bạn nha.